Lấy yêu quái làm vợ. Chà, hôm nay kiếm được nhiều củi quá. Thế này thì tha hồ đun nấu. Cô gái kia hình như muốn tự tử hay sao mà cứ lao mình về phía hồ thế. Kìa, cô gái. Tại sao anh lại cứu tôi? Sao không để tôi chết quách đi cho xong? Cô đừng suy nghĩ dại dột như thế. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Sao phải hy sinh bản thân mình như vậy? Cô phải nghĩ đến cha mẹ mình chứ. Tôi làm gì còn cha mẹ đâu. Tôi sống một mình ở ngôi làng dưới núi kia. Ở đó có một gã bá ác, vì si mê sắc đẹp của tôi nên ép tôi làm vợ hắn. Tôi không thể chối từ, cũng không muốn đồng ý, nên bất đắc dĩ mới chọn cái chết. Thì ra là vậy. Giờ cô định thế nào? Anh đã thương tình cứu tôi thì thương cho trót. Giờ tôi chẳng biết đi đâu về đâu cả. Hãy cho tôi ở lại đây, tôi sẽ nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa cho anh. Tôi không lẽ anh muốn tôi lại lang thang bên ngoài rồi tìm đến cái chết sao? Anh nỡ lòng làm vậy sao? Thôi được rồi, dù sao cô cũng còn đang yếu, hãy cứ ở đây tạm vài ngày rồi tính sao. Cảm ơn anh nhiều lắm. Từ hôm đó, cô gái ở lại nhà của Lưu Bá Ôn. Hằng ngày Bá Ôn vào rừng đốn củi, còn cô ở nhà nấu cơm. Những lúc rảnh rỗi, cả hai cùng nhau trò chuyện tâm sự. Dần dần họ nảy sinh tình cảm với nhau. Bá Ôn, nếu chàng không chê, thiếp xin nguyện dành cả phần đời còn lại để ở bên chăm sóc chàng. Ta cũng chỉ là một kẻ không cha không mẹ, nàng không những không chê ta mà còn muốn làm vợ ta. Ta thật sự rất hạnh phúc. Bá Ôn, thiếp yêu chàng. Linh Diện, ta cũng yêu nàng. 3 năm sau. Hôm nay ta phải đi giao củi ở làng bên, chắc phải tối mới về được. Nàng ở nhà cẩn thận nhé. Chàng đi cẩn thận nhé, thiếp ở nhà đợi chàng. Chú Lưu lại đi giao củi đấy à? Chăm chỉ quá cơ. Phải chăm để có tiền nuôi vợ nữa chứ thím Lý. Giờ đâu phải có một mình nữa đâu. Ừ, nhắc mới nhớ, tính ra chú lấy vợ cũng được 3 năm rồi nhỉ. Thế mà vẫn chưa có mụn con nào. Con cái là lộc trời cho, trời thương khi nào thì cho khi đấy thôi. Vợ chồng tôi cũng mong lắm mà chưa được. Trời thương là một chuyện, nhưng cũng phải do mình nữa. Hay là chú thử đến miếu trên núi Tuyền Nùng cầu thuốc tiên xem sao. Nghe nói thuốc ở đấy linh nghiệm lắm, mấy người hiếm muộn đến cầu đều được con rồi đấy. Vậy ư? Thế để tôi lên đó thử cầu xem sao. Cảm ơn thím đã chỉ nhé. Không có gì, vợ chồng chú có tin vui thì hàng xóm cũng mừng. Thế thôi tôi đi nhé. Vâng, ngày mai nhất định mình sẽ lên đó xin thuốc tiên. Hy vọng vợ chồng mình uống xong sẽ có tin mừng. Xin thần linh hãy ban thuốc tiên cho vợ chồng con một đứa con. Thuốc tiên cũng không thể giúp được vợ chồng nhà ngươi hoàn thành tâm ý đâu. Ông lại, tại sao ông lại nói như vậy? Ta nói như vậy là bởi vì ta biết lý do khiến vợ chồng ngươi không thể có con. Cho dù ngươi có cầu thần linh hay uống bao nhiêu loại thuốc tiên đi nữa thì cũng vô ích thôi. Tôi vẫn chưa hiểu, ông biết lý do sao? Phải, ta vốn là một đạo sĩ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết được đâu là yêu, đâu là người. Trên người ngươi sặc mùi yêu khí, nhưng ngươi lại không phải là yêu, chứng tỏ vợ ngươi là yêu quái. Ông nói linh tinh cái gì vậy? Vợ tôi sao có thể là yêu quái được? Vợ ngươi chính xác là một con hồ ly tinh biến thành. Vì vậy mà dù ở với nhau suốt 3 năm qua, hai ngươi vẫn không thể có con được. Ông ăn nói cho cẩn thận, nếu không được trách tôi ra tay.
Vì ta thấy chúng ta có duyên nên mới nói cho ngươi sự thật này. Còn nếu ngươi không tin thì có thể về nhà tự mình kiểm chứng. Kiểm chứng sao? Ngươi có thể chờ đến nửa đêm quan sát kỹ càng mà xem. Khi vợ ngươi ngủ say thì trong miệng cô ta sẽ có một viên ngọc châu màu lục, to bằng hạt ngô, cứ phập phù như nuốt như nhả. Đó chính là bằng chứng, chứng tỏ cô ta là yêu quái. Không, ông nói láo, ta không tin. Tin hay không là tùy ở ngươi, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra. Không, không thể nào. Vợ ta không thể là yêu quái được. Kìa, hôm nay chàng sao thế? Cơm không ăn, cứ ngồi thần người ra vậy. Không, không có gì đâu. Tại hôm nay ta mệt quá nên thế thôi. Mình ăn cơm đi. Có chuyện gì phải nói cho thiếp biết đấy. Mình cũng làm việc vừa thôi, kẻo lại quá sức, ốm ra đấy thì khổ. Ừ, ta biết rồi. Xin lỗi vì đã làm nàng lo lắng. Ngươi có thể chờ đến nửa đêm quan sát kỹ càng mà xem. Khi vợ ngươi ngủ say thì trong miệng cô ta sẽ có một viên ngọc châu màu lục, to bằng hạt ngô, cứ phập phù như nuốt như nhả. Đó chính là bằng chứng, chứng tỏ cô ta là yêu quái. Linh diện nàng ơi, có lẽ cô ta đã ngủ say rồi, nhưng ta có thấy viên ngọc nào phập phồng đâu. Tên đạo sĩ kia dám lừa mình à? Đúng, đúng là có viên ngọc thật. Lẽ nào vợ mình là hồ ly tinh biến thành sao? Bá Ôn, chàng đâu rồi? Trời đã sáng rồi sao? Sao mình lại ngủ ở đây thế này? Đúng, đúng là có viên ngọc thật. Lẽ nào vợ mình là hồ ly tinh biến thành sao? Đúng, đúng là có viên ngọc thật. Lẽ nào vợ mình là hồ ly tinh biến thành sao? Thật không thể ngờ được, người vợ mà bấy lâu nay mình chung sống lại là hồ ly tinh biến thành. Nhưng cô ấy thực sự rất tốt, ta đúng là không dám tin vào sự thật này. Trời ơi, ta phải làm sao bây giờ? Nhận ra rồi à? Những lời ta nói là sự thật đúng không? Đạo sĩ, tuy cô ấy là hồ ly tinh, nhưng suốt thời gian qua cô ấy chưa hề làm điều gì không tốt. Tôi xin ông, đừng nói cho mọi người biết. Tôi không muốn ai làm hại đến cô ấy. Ta biết ngươi và cô ta có tình nghĩa rất sâu nặng. Dù cô ấy có là hồ ly hay người đi chăng nữa thì ngươi vẫn rất yêu thương cô ấy. Nhưng người và yêu khác biệt, hai người không thể sống bên nhau lâu dài được. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ cho ngươi một cách khiến ngươi có thể biến cô ấy từ yêu thành người và chung sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Cách gì vậy thưa đạo sĩ? Ông hãy cho tôi biết đi. Đó là ngươi hãy nuốt viên ngọc châu màu lục của cô ấy, lập tức cô ấy sẽ trở thành người. Nuốt viên ngọc châu ư? Phu quân, dạo gần đây thiếp thấy chàng lạ lắm. Chàng có chuyện gì giấu thiếp phải không? Có nên nói cho nàng ấy biết là mình đã biết nàng ấy là hồ ly tinh hay không? Rồi còn chuyện nuốt ngọc để trở thành người nữa. Hay là mình cứ âm thầm làm thôi? Kìa chàng, sao thiếp gọi mà chàng không nói gì thế? Mình và nàng đã là vợ chồng với nhau 3 năm, tình nghĩa vô cùng sâu đậm. Hơn nữa, chuyện biến thành người là quang minh chính đại, sao mình phải giấu nàng ấy chứ? Chàng đang nghĩ gì thế? Có nghe thấy thiếp gọi không? À không, không có gì. Chàng đừng nói dối thiếp nữa. Rõ ràng là chàng đang có tâm sự. Lẽ nào chàng không tin tưởng thiếp, không nói với thiếp được hay sao? Nếu nàng đã nói như vậy thì ta cũng không muốn giấu nàng nữa. Hai ta hãy thẳng thắn với nhau nhé. Trước giờ nàng đối với ta rất tốt, chưa bao giờ lừa dối ta điều gì. Nhưng có một chuyện
nàng vẫn giấu không nói, có đúng không? Chuyện gì chứ? Chuyện gì thì tự trong lòng nàng cũng đã rõ. Thiếp tự vấn lương tâm của mình, thì 3 năm nay ở với chàng chưa từng làm điều gì sơ sót. Nếu chàng bảo thiếp có gì giấu chàng, sao chàng không nói thẳng ra luôn? Lòng nàng, tính nết nàng ta không có gì để nói. Nhưng đêm đêm nàng ngậm hạt châu trong miệng, đó là chuyện gì? Người thường không ai kỳ quái như vậy cả. Thì ra đêm đó đúng là chàng đã nhìn thấy. Phải, thiếp chính là hồ ly tinh biến thành. Nhưng thiếp chưa hề làm hại chàng, chưa hề làm hại ai trong làng này cả. Chàng phải tin thiếp. Ta quả thực không dám tin, cho đến khi chính tay nghe nàng thừa nhận chuyện này. Thiếp xin lỗi vì đã giấu chàng. Chỉ vì cảm kích và mến mộ sự hiền lương, hiểu biết của chàng nên thiếp mới tìm cách để được làm vợ chàng. Chứ thực tình thiếp không có ý đồ nào khác. Giờ chàng muốn mắng chửi hay đánh đuổi, thiếp đều xin nhận. Thôi bỏ đi, ta nỡ lòng nào đuổi đánh nàng chứ. Ta mừng vì nàng đã thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình. Ta cũng không chấp nhất điều đó, bởi vì với ta, tình cảm giữa phu thê ta 3 năm qua là quá đủ để ta tin nàng là người tốt. Chàng hiểu cho thiếp như thế thì tốt quá, thiếp cũng đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhưng người và yêu vốn khác biệt, ta không để ý. Nhưng nếu người xung quanh biết được, họ sẽ không để cho nàng yên đâu. Chỉ có một cách, là biến nàng thành người thật sự, thì chúng ta mới có thể yên ổn sống đến cuối đời được. Sao cơ? Biến thiếp thành người ư? Sao có thể chứ? Nàng yên tâm, ta có cách mà. Sở dĩ ta biết nàng không phải người thường cũng là nhờ có một vị đạo sĩ chỉ bảo. Ông ta nói chỉ cần ta nuốt viên ngọc châu của nàng thì nàng sẽ biến thành người. Chúng ta có thể sinh con đẻ cái và bên nhau trọn đời. Cái gì? Không được, điều đó là tuyệt đối không được. Sao lại không được chứ? Lẽ nào nàng không muốn trở thành người thật sự sao? Không, không phải thế. Chỉ là nếu chàng nuốt viên ngọc châu của thiếp vào bụng, toàn thân chàng sẽ bị tê liệt. Như thế không được đâu. Không sao, chỉ cần nàng trở thành người danh chính ngôn thuận, ta dù có phải hy sinh tính mạng cũng không màng. Không được, nếu chàng có mệnh hệ gì thì thiếp sống trên đời này còn có nghĩa gì nữa? Chàng hãy nghe thiếp, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nuốt viên ngọc đó. Thiếp không muốn chàng xảy ra chuyện đâu. Nhưng nếu không làm như vậy thì làm sao nàng có thể trở thành người chứ? Trước giờ chúng ta vẫn sống tốt mà. Có là người hay không đâu quan trọng. Nếu như chàng vì thiếp mà hy sinh bản thân thì thiếp cũng nguyện chết cùng chàng. Chàng sợ hàng xóm biết chuyện thì chúng ta sẽ dọn đến nơi khác. Thôi nào, nàng đừng kích động như vậy chứ. Chàng phải hứa với thiếp là không được nghĩ đến chuyện đó nữa. Chúng ta sẽ tìm cách khác, được không? Được rồi, ta hứa với nàng. Ta hứa. Gã đạo sĩ đó là ai chứ? Tại sao hắn lại xui chàng làm việc này? Lẽ nào hắn có thù oán gì với mình? Không được, mình phải xem hắn là kẻ nào mới được. Chàng phải nghe thiếp, tin thiếp, đừng nghe theo lời gã đó nhé. Thế nào, ngươi vẫn chưa nuốt viên ngọc của con hồ ly đó sao? Còn cách nào khác để vợ tôi biến thành người được không thưa đạo sĩ? Hết cách rồi, đó là cách duy nhất mà thôi. Nhưng vợ tôi nói, nếu tôi nuốt viên ngọc châu đó, toàn thân tôi sẽ bị tê liệt, cả đời sau sẽ không làm được gì. Tê liệt thì ta sẽ có thuốc chữa, còn yêu tinh muốn biến thành người không còn cách nào khác. Nếu người không nhanh thực hiện thì mãi mãi cô ấy sẽ ở trong lớp hồ ly. Dân làng mà phát giác ra thì hai ngươi còn có thể sinh sống bên nhau được không? Vợ ngươi không muốn ngươi vì cô ấy mà tổn thương, chứng tỏ cô ấy yêu ngươi rất nhiều. Lẽ nào ngươi không thể hy sinh vì cô ấy? Nếu không làm bây giờ thì sau này hối hận cũng chẳng kịp. Ông nói đúng, tê liệt sẽ có thuốc chữa. Chỉ cần vợ tôi trở thành người thì chuyện gì tôi cũng dám làm. Tốt, vậy hãy nhân lúc cô ta ngủ say, phải nuốt bằng được viên ngọc đó. Chuyện đã rồi, cô ta muốn cản cũng không được. Gã đạo sĩ kia, trời, thì ra hắn là...
Chàng đã giấu thiếp đi gặp tên đạo sĩ đó phải không? Hả? Sao nàng biết ta đi gặp người đó? Hôm nay thiếp đã tình cờ nhìn thấy chàng và hắn nói chuyện với nhau. Thiếp cảm thấy hắn không phải là người tốt. Chàng đừng nghe theo lời hắn. Sao nàng lại nói như vậy? Vị đạo sĩ đó chỉ có lòng giúp chúng ta được bên nhau mãi mãi thôi mà. Có lòng giúp mà lại xui chàng nuốt viên ngọc của thiếp sao? Thiếp thực sự không muốn. Thiếp xin chàng đó. Ta biết nàng lo lắng cho ta, sợ ta bị tê liệt, nên không muốn ta làm vậy. Nếu nàng không muốn thì thôi, ta sẽ không gặp người đó nữa, cũng bỏ ý định nuốt viên ngọc đó, được chưa? Chàng nói thật chứ? Chàng sẽ không gặp hắn ta nữa chứ? Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng phải lo lắng đâu. Thiếp thấy cuộc sống như hiện tại là tốt lắm rồi. Thiếp không mong gì hơn nữa. Nếu chàng sợ thiếp bị người làng phát hiện, hay là chúng ta chuyển đi nơi khác sống, đến một nơi không có ai cả, như vậy tên đạo sĩ kia cũng không thể quấy rầy chàng được nữa. Được rồi, để chờ Thư Thư một thời gian nữa, ta tìm được chỗ nào tốt hơn, ta và nàng sẽ dọn đến đó. Nàng chịu không? Mấy ngày sau. Lưu Bá Ôn, ngươi đã từ bỏ ý định biến vợ ngươi thành người rồi sao? Sao ta không thấy ngươi hành động gì vậy? Tôi cũng muốn lắm, nhưng Linh Diện, cô ấy không nỡ để tôi phải hy sinh. Hơn nữa tôi thấy cô ấy nói cũng đúng, chúng tôi sống dần rất tốt, không cần thiết phải thay đổi. Cô ấy sợ ngươi phải hy sinh vì cô ấy thôi, chứ làm yêu quái sao tốt bằng người được. Nhưng cô ấy cứ khăng khăng không chịu, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Ngươi xem đi, đây chính là kết cục của vợ ngươi. Nếu như ngươi vẫn cố chấp, không để cô ấy trở thành con người thực sự. Trời, Linh Diện, tôi không muốn cô ấy trở nên như thế đâu. Nếu như vậy thì phải mau chóng hành động. Hãy chấp nhận hy sinh vì người mình yêu đi. Hành động sao? Ta chỉ sợ cô ta vẫn có lòng đề phòng, không muốn ngươi làm chuyện đó, nên ban đêm sẽ giả vờ ngủ. Vì vậy ngươi hãy lén lút cho gói thuốc này vào nước của cô ấy. Chỉ cần cô ấy uống vào, ban đêm ắt sẽ ngủ say. Được, tôi sẽ làm theo lời ông. Vì cô ấy, tôi nguyện hy sinh tấm thân này. Cô ấy đã uống bát canh mà mình bỏ thuốc, chắc đang ngủ say thật rồi. Viên ngọc đây rồi. Chàng làm gì thế? Trả viên ngọc lại cho thiếp. Ta đã nuốt nó vào bụng rồi, từ giờ nàng có thể trở thành người rồi. Thiếp không xong rồi. Thiếp sắp chết rồi. Tại sao lại như vậy? Không phải là nàng sẽ biến thành người sao? Vì đạo sĩ đó đã nói như thế mà. Chàng bị gã đạo sĩ đó lừa rồi. Ta bị lừa ư? Như thế là sao? Viên ngọc châu đó là đạo hạnh ngàn năm của thiếp. Nếu mất nó, thiếp sẽ chết và hiện nguyên hình. Trời ơi, vậy tại sao nàng không nói với ta ngay từ đầu? Tại sao nàng lại bảo nuốt nó, ta sẽ bị tê liệt? Thiếp không thể nói ra được. Nếu người phạm biết được bí mật này thì thiếp cũng sẽ chết. Vì vậy thiếp mới nói thế, để chàng không làm nữa. Nhưng chàng vẫn cố làm. Trời ơi, là ta, ta đã hại chết nàng rồi. Thiếp biết chàng làm thế là vì yêu thiếp. Vì thiếp, chàng chấp nhận hy sinh bản thân. Còn trách thì trách gã đạo sĩ kia quá xảo quyệt. Tại sao chứ? Tại sao hắn lại muốn ta hại nàng? Thiếp đã lén đi theo chàng và nhận ra hắn. Hắn chính là xà tinh biến thành. Trước đây hắn nhiều lần muốn lấy thiếp làm vợ, nhưng thiếp đã thẳng thừng cự tuyệt, khiến hắn ôm hận trong lòng, nên mới nghĩ cách chia rẽ phu thê ta. Khốn kiếp! Đúng là khốn kiếp mà. Thiếp sợ
chàng vẫn bị gã xà tinh đó mê hoặc, nên đêm đến thiếp chỉ giả vờ ngủ để đề phòng. Nào ngờ hôm nay lại ngủ quên nên mới xảy ra cơ sự này. Là ta, là lỗi của ta. Ta biết nàng giả vờ ngủ nên đã lén cho thuốc vào canh của nàng, để nàng ngủ say rồi nhân cơ hội lấy ngọc. Ta đã hại nàng rồi. Thì ra là vậy. Thôi, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chàng cũng mắc bẫy của hắn mà thôi. Chàng không có lỗi gì cả, nên cũng đừng tự trách mình. Đêm nay là đêm cuối cùng phu thê ta được ở bên nhau. Khi mặt trời mọc, thiếp sẽ chết. Ta nhớ, ta nhớ rồi. Vĩnh biệt chàng. Không, Linh Diện, Linh Diện. Cảm ơn nàng. Nhờ có giọt nước mắt của nàng mà đôi mắt ta có thể trở nên tinh tường hơn bao giờ hết. Ta có thể nhìn xa vạn dặm và tiên đoán được cả tương lai. Nhưng việc đầu tiên ta làm là tìm tên đạo sĩ khốn đó để trả thù cho nàng. Nàng hãy yên nghỉ nhé. Sau hôm đó, Bá Ôn miệt mài tập luyện võ nghệ, rồi quyết tâm lên đường để trả thù cho Linh Viện. Nhờ giọt nước mắt của Linh Viện mà Bá Ôn có đôi mắt nhìn thấu vạn vật, và còn có phép thần thông biến hóa, nên chàng biết được nơi tu luyện của tên đạo sĩ. Tên đạo sĩ kia, hôm nay ta quyết không tha cho nhà ngươi. Đừng hòng, ta sẽ cho ngươi biết bản lĩnh của ta. Sau khi trả thù xong cho vợ, Bá Ôn tiếp tục phiêu bạt giang hồ, dùng tài nghệ của mình để hành hiệp trượng nghĩa. Một chuyến đi. Thằng khốn, dám bán đứng bạn bè. Đời thế đấy, bạn thân đấy, thằng khốn kiếp thì có. Hãy đợi đấy, 30 chưa phải là Tết. Dạo này tình hình kinh doanh sao rồi con? Dạ, đúng là thương trường như chiến trường ấy. Kẻ thân bên cạnh ta bỗng chốc cũng biến thành kẻ xấu, cướp hết mọi thứ của mình. Alo, cậu lên kế hoạch cho tôi về phía truyền thông. Phải tạo ra vài vụ lùm xùm về chất lượng máy móc để hạ thấp uy tín của phía làng sóng xanh mới có thể giành lại được hợp đồng. Yên tâm, có tiền sẽ giải quyết được hết, thế nhé. Cái thằng, nó đã khác ngày xưa lắm rồi ông à. Sao việc gì con cũng nói đến đồng tiền thế? Bố con nói phải đây, giải quyết vấn đề gì cũng phải hợp tình hợp lý, đặt cái tâm lên đầu con à. Kinh doanh bây giờ khác thời bố nhiều lắm mẹ ạ. Lúc nào cũng chỉ lừa lọc, ăn chặn của nhau, chả tin được vào ai được đâu ạ. Thôi, tạm gác chuyện kinh doanh lại vài hôm đã. Con chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Mai hai bố con về quê dỗ bà đấy. Ôi, mẹ không nói con quên khuấy mất. Thôi, con vào trong chuẩn bị đây ạ. Nhớ cái thời bằng tuổi con bây giờ, bố đầy niềm tin và hoài bão. Đợi tôi chút nhé. Ồ, thằng bé không nhìn được, tội nghiệp. Cảm ơn ông ạ. Bố nhẹ dạ quá. Thời buổi này ăn xin nhan nhản trên đường,
thật giả lẫn lộn, bố cần gì phải làm thế? Nếu cứ giữ sự ngờ vực và thiếu niềm tin như thế, thì chúng ta sống ngày càng thờ ơ mất. Bố tin vào linh tính của mình. Bố tin họ là những người khó khăn rất cần giúp đỡ thật. Bố thật là... Con biết không, nội của con khi xưa, bà nghèo khó lắm, ăn còn chưa đủ ăn, nhưng bà sẵn sàng san sẻ bát cơm cho người ăn xin khi họ tới nhà. Chưa nói đến chuyện tiền, con chỉ nghĩ cho kẻ lừa đảo thì một xu con cũng không muốn cho. Đằng này lại là cả một món tiền rất lớn. Sao con lại mất niềm tin đến mức này? Rồi bố sẽ phải ân hận cho mà xem, con tin chắc đó là một kẻ lừa đảo. Thế là đã hết 2 ngày nghỉ, lại sắp trở lại với bộn bề công việc rồi. Bố nhìn kìa, là người phụ nữ hôm trước bố cho tiền đó. Dừng xe lại. Đó, bố thấy chưa? Lại là một đứa trẻ khác, chứ không phải là cậu bé con khiếm thị lần trước ngồi đấy. Chắc chắn là bố bị lừa rồi bố ạ. Chị ta là một người lừa đảo, không thì cũng là một kẻ buôn người, không thì cũng là một kẻ chuyên bắt cóc trẻ con. Con nhất định phải gọi điện cho cảnh sát bắt kẻ lừa đảo này. Dừng lại đã con. Vậy thì hai bố con mình sẽ theo cô ta về tận nhà. Con sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Bố thấy chưa? Con biết bao trẻ khác bị giữ ở đây. Con đã nói rồi, thời buổi bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Alo, đồn cảnh sát phải không ạ? Mẹ, sao mẹ về muộn thế? Mẹ có quà cho Út nè. Bác có biết kia là nhà ai không? Sao lại không? Cả làng tôi đều biết cô May ấy. Chuyện cô ấy dài lắm. Một lần đi làm về khuya, cô May thấy một đứa trẻ bỏ rơi, thương hại nên cô mang về nuôi. Người chồng không đồng ý bắt cô mang trả lại đứa bé. Cô May không đành lòng, rồi họ ly hôn. Từ đó cô ấy còn đón thêm nhiều trẻ em khuyết tật cơ nhỡ khác về nuôi nữa. Vì gánh nặng kinh tế lại bận chăm sóc các con nhỏ nên cô không thể làm cố định ở đâu hết, phải ra ga tàu xin ăn. Cuộc sống vất vả của mấy mẹ con cô cứ thế trôi đi đã mấy năm trời. Cô ấy lại đang mang bệnh nan y trong người, chưa biết sống được đến bao giờ. Còn thấy không, cuộc sống này vẫn nhiều lắm những tấm lòng chân thật. Đừng có bao giờ ngừng tin tưởng con à. Vâng ạ. Câu chuyện về cô gái ga tàu tác động mạnh mẽ đến Hải, dần dần thay đổi bản tính hoài nghi, không có niềm tin vào cuộc sống trong anh. Một thời gian sau, anh bắt đầu tham gia vào những hoạt động xã hội và quay trở lại giúp đỡ mấy mẹ con người phụ nữ. Món quà của ông già Noel. Cây thông lớn thật. Chị Tám ơi, liệu ông già Noel có tặng quà cho con không hả dì? Tất nhiên rồi, nếu con là một đứa bé ngoan, ông già Noel sẽ tới tặng quà cho con. Hôm nay con có cuộc họp chắc sẽ về muộn, dì cho cô Minh ăn rồi đi ngủ trước nhé. Hôm nay Giáng sinh, mẹ đã hứa về sớm với con rồi cơ mà. Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ có cuộc họp đột xuất, ba sẽ về sớm với con được không nào con trai? Hôm nay anh cũng phải đi tiếp một đối tác quan trọng, không thể về sớm được đâu. Ba mẹ chẳng ai chịu giữ lời hứa cả. Ba mẹ xin lỗi, ba mẹ sẽ cố gắng về sớm nhất có thể và sẽ đền cho con một món quà thật to, được không nào? Thôi, ba mẹ phải đi ngay bây giờ, không muộn rồi. Con ở nhà với dì Tám ngoan nhé. Sếp ơi, sếp nhớ 10 phút nữa có buổi tiếp đoàn khách nước ngoài đấy ạ. Ừ, chị nhớ rồi. Nhiều việc quá, mà hôm nay là Giáng sinh, mình còn không có thời gian đi mua quà cho bé Minh nữa. Ừ, anh đi. Gì cơ? Đi mua quà cho con á? Không được đâu, anh đang bận bù đầu lên đi. Ừ, thôi được rồi, để anh mua. Cậu Toàn, vào tôi nhờ chút. Dạ, giám đốc gọi em ạ. Tôi có chút việc nhờ cậu, hôm nay là Giáng sinh mà tôi thì chưa kịp mua quà cho con trai. Cậu giúp tôi ra ngoài mua quà cho thằng bé nhé. Dạ vâng, mua quà cho bé Minh phải không ạ? Không biết là bé thích quà gì anh nhỉ? Thằng bé thích đọc sách, cậu chọn sách thiếu nhi là được. Cậu mang đến cho thằng bé giúp tôi,
vì tối nay tôi bận đi tiếp đối tác, sợ sẽ về muộn. Dạ vâng. Alo, cho hỏi đây có phải là dịch vụ chuyển phát quà ông già Noel không ạ? Vâng, bạn giúp mình chọn một vài cuốn sách làm quà, rồi chuyển đến số 13 đường Bình Minh vào lúc 7 giờ tối nhé. Mình sẽ chuyển khoản thanh toán cho bạn. Thế là xong. Ai đó ạ? Cháu là Nhật Minh phải không? Ông già Noel, cháu vừa mới viết thư cho ông xong, vậy mà ông đã xuất hiện rồi, thật kỳ diệu. Tất nhiên là ta phải đến rồi, vì cháu là một đứa trẻ ngoan, mà trẻ ngoan thì bao giờ cũng được nhận quà. Cháu cảm ơn ông. Chúc cháu Giáng sinh vui vẻ nhé. Là ông già Noel tới tặng quà cho con phải không nào? Dạ vâng, là quà của ông già Noel tặng con đấy ạ. Để xem ông già Noel tặng con quà gì nào. Là sách gì ạ? Dì Tám ơi, triết học là gì ạ? Hay con đi ngủ đi Minh. Không, con phải chờ bố mẹ về cơ. Tiếng ô tô của bố mẹ về rồi. Chúc Giáng sinh vui vẻ con trai. Con chào bố mẹ. Thế nào, con trai đã nhận được quà chưa? Là quà gì thế? Dạ, con nhận được quà của ông già Noel đấy ạ. Nhưng mà nó là sách gì ấy, con không hiểu. Bố mẹ chờ con một lát nhé. Gì thế này? Triết học phương Tây, trở thành người cha tốt. Chúc anh Hoàng một Giáng sinh an lành. Thế này là thế nào? Cậu Toàn à, tôi bảo cậu mua quà cho con trai tôi, mà sao cậu lại mua sách triết học với trở thành người cha tốt hả? Sao lại thế hả? Thôi chết, em thuê dịch vụ ông già Noel, chắc họ trao quà nhầm người rồi. Thật là, phải gọi điện phản ánh ngay mới được. Bảo anh đi mua quà cho con thì anh lại đi nhờ người khác. Ai lại cho đứa trẻ 6 tuổi đọc toàn sách của người lớn bao giờ? Thì ai biết được cửa hàng người ta lại chuyển nhầm quà cơ chứ. Cũng tại cái cậu Toàn cơ. Trước khi trách cứ cậu Toàn, trách cứ cửa hàng, thì các con cũng phải xem lại mình đi. Sao lại... Dì biết các con bận, nhưng mà các con không thể dành một chút thời gian để đi chọn cho con mình một món quà được hay sao? Các con làm ba mẹ, nhưng các con chưa đặt tấm lòng mình vào đó. Sao dì lại nói như vậy? Chúng con đi làm tối ngày cũng chỉ muốn kiếm tiền để lo cho cô Minh, để cho thằng bé có được những gì tốt đẹp nhất. Như vậy sao có thể gọi là không có tấm lòng chứ? Chúng con cũng rất lo cho thằng bé mà. Còn có biết ước muốn của cô Minh vào đêm Giáng sinh là gì không? Đây là thư của thằng bé gửi đến ông già Noel nè. Gửi ông già Noel, không biết Giáng sinh năm nay ông có tới thăm con không? Nếu ông muốn tặng cho con một món quà, thì năm nay con không muốn nhận quà gì cả. Con chỉ muốn có bố mẹ ở đây cùng con đón Giáng sinh. Giờ các con đã hiểu điều thằng bé cần là gì chưa? Thằng bé không cần món quà về vật chất, mà cần món quà về tinh thần. Đây là quà Giáng sinh con vẽ tặng ba mẹ. Chúc ba mẹ Giáng sinh vui vẻ. Ôi, cảm ơn ông già Noel bé nhỏ của ba mẹ. Cuối tuần này, cả nhà ta sẽ đi chơi vườn bách thú. Có ai phản đối không nào? Yeah, con đồng ý. Mẹ cũng đồng ý cả hai tay. Mèo mù vớ phải chuột nhắt. Bếp này là của chúng ta, chén thôi. Ôi không, cứ thế này thì chắc mình chết đói mất. Dậy đi mèo ù. Anh nằm đây mà để lũ chuột phá tan nát khu bếp thế hả? Cút đi, tao không thèm chấp lũ chuột bẩn thỉu nhà ngươi. Anh có muốn hợp tác với tôi không? Tôi sẽ chỉ anh cách bắt chuột. Khi anh đuổi được lũ chuột, tôi sẽ có lại cuộc sống bình yên, để đôi bên cùng có lợi. Đùa ta hả? Sao ngươi lại muốn ta xử đồng bọn của ngươi? Anh không biết thôi, tôi thì thấp bé, chúng thì to béo, táo tợn. Chúng ăn đến không còn một thứ gì trong bếp. Tôi còn sợ chúng hơn cả anh nữa đấy. Được rồi, để xem ngươi làm được gì.
tôi biết anh sẽ không giết tôi đâu. Lũ chuột các ngươi vừa hôi hám, bẩn thỉu, lại còn suốt ngày trộm cắp. Đợi ta bắt chuột thành thục rồi, nhất định sẽ không để các ngươi lộng hành. Nếu là chuột, anh có cố gắng sạch sẽ, thơm tho khi mà những con chuột khác đều bẩn thỉu, hôi hám không? Và dù chết đói, anh cũng không đi ăn trộm đâu nhỉ? Meo. Tốt quá Leo, ăn nhiều vào thì mới nhanh khỏe lại. Để ta vào lấy thêm đồ ăn. Từ nay ta sẽ chuẩn bị cho chú mày một suất ăn lớn hơn. Tôi sẽ chia cho cậu phần đồ ăn của tôi. Từ nay cậu đừng có đi ăn trộm nữa. Ừ, thật sao? Ăn đi. Giá như thế này mãi thì thích thật. Không phải quanh quẩn ở công rảnh hôi thối. Cũng không phải rình rập, trộm cướp đồ ăn. Cứ sống vậy đi, có ai cấm cậu đâu. Chỉ là bố mẹ tôi, anh em họ hàng tôi, không ai sống như thế. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại kết bạn với một con mèo. Tôi sợ... Dù cậu là ai, thì cũng hãy làm mọi điều cậu thích. Đừng để như tôi, khi trở thành một con mèo vô dụng mới nhận ra điều đó. Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Mình đã hứa với Leo rằng sẽ không trộm cắp nữa. Mình sẽ không làm cậu ấy thất vọng đâu. À, có chuyện gì đấy chuột nhắt? Đáng đời con chuột, mày định ăn đồ của ông hả? Sao cậu vẫn chứng nào tật nấy thế? Tôi... không đâu, tin tôi đi. Tôi chỉ vô tình bị kẹt đuôi vào bẫy thôi. Cứu tôi với. Được rồi, đừng lo, tôi sẽ cứu cậu. Ta biết chú mày muốn gặm chết nó, nhưng con chuột bẩn thỉu này chỉ tổ làm chú mày mắc bệnh. Bình tĩnh nào mèo ngoan. Không, cứu tôi với Leo ơi. Đây rồi, đúng hướng này rồi. Xin lỗi nhé chuột nhắt. À... Leo, chú mày làm cái gì đây? Sổng mất con chuột rồi kia kìa. May quá. Được lắm Leo, ta chưa thấy con mèo mù nào bắt chuột giỏi như chú mày đấy. Giờ thì cậu đừng nói mình là mèo mù vô dụng nữa nhé anh bạn. Cậu tuyệt hơn những gì cậu nghĩ đấy. Một con mèo mù có thể bắt được chuột, và một con chuột lại có thể làm bạn với mèo. Trên đời này đúng là không gì không thể. Nàng bò tót. Ngày xưa, ở một vùng núi nghèo, có hai bà cháu mồ côi nương tựa nhau sống. Trong một lần đi rừng, chàng trai mồ côi đã bẫy được một con bò tót to. Thưa bà con, Khờ Lú bắt được một con bò tót to mọng. Cậu ấy mang về chia cho dân bản ta hết, chỉ nhận lại một phần đùi. Thay mặt dân bản, và ta lấy làm cảm tạ Khờ Lú lắm lắm. Hai bà cháu sau khi ăn hết phần thịt còn lại cái chân, họ đã không chặt nấu và vứt đi mà cẩn thận gác lên sàn bếp. Ai đã vào nhà mình thế nhỉ? Lại còn cơm nước sẵn sàng thế kia. Đừng ăn, nhớ là cơm của con ma thì sao? Vàng ơi, nhưng cái bụng đói quá không chịu được. Hay bà cháu ta cứ đánh liều ăn xem sao? Bà thấy chưa, nếu là cơm ma thì bà cháu ta đâu còn nguyên vẹn như thế này. Ừ, phải rồi. Lạ quá bà nhỉ. Bà ơi, chắc chắn có người vào giúp bà cháu ta. Ta chỉ sợ con ma thôi. Ăn của con ma rồi thì phải chết theo con ma thôi, cháu ơi. Hay là thế này đi bà. Bà ơi, việc nương rẫy đã xong, còn ít cây con chưa dọn hết. Bà ở nhà làm nốt, cháu phải sang bản bên xin ít muối và gạo nhé. Cháu đi nhanh chân rồi chóng về nhé. Cháu đi hai lần mặt trời dậy, hai lần mặt trời ngủ mới về.
hóa ra là một cô gái xinh đẹp ư? Cô ấy từ đâu đến? Bắt được kẻ xấu vào nhà ta rồi. Anh buông tôi ra, tôi là người trong nhà đấy mà. Ta có thù oán gì với cô mà cô toan bỏ thuốc độc giết bà cháu ta? Tôi là người trong nhà, anh không nhận ra sao? Cô đừng giấu quanh, cô ở đâu đến đây? Nếu cô nói dối, thì tôi sẽ giết cô. Anh có của mà không biết của đấy. Tôi là cái chân bò tót, anh không ăn tôi nên tôi đến để trả ơn cho anh. Cô trả ơn tôi đến bao giờ? Tùy anh thôi. Ừ, thế thì cô làm vợ làm chồng với tôi nhé. Nhà tôi nghèo, cô có ưng không? Làm vợ làm chồng thì phải theo phép của vàng chứ. Tôi nghèo, bà tôi nghèo, bạc nén không có, nồi đồng, chiên nấm, chiên bằng cũng không có, lấy gì làm lễ cưới? Vàng cho ta làm vợ chồng thì một lễ nhỏ cũng thành. Anh nấu một nồi cơm, vắt đủ 8 nắm, luộc một quả trứng cắt ra làm 8 miếng để làm lễ. Lúc làm lễ, anh ngồi trong nhà, em ngồi ngoài sân. Nếu anh ném đúng vào tay em cả 8 nắm cơm, anh lại hứng đủ 8 miếng trứng em tung vào. Tức là ý vàng thuận cho ta làm vợ làm chồng. Nếu bị rơi xuống đất, tức là vàng không cho, em sẽ xuống thang đi luôn. Chúng con xin cảm ơn vàng, cảm ơn trời đất đã cho chúng con thành vợ thành chồng. Từ đó, họ hòa thuận sống bên nhau, chung sức làm được một rẫy lúa to. Người vợ hết sức siêng năng, chăm chỉ, gia đình vô cùng đầm ấm, hạnh phúc. Rồi đến một ngày. Ôi Khơ Lu, ra mà xem, lũ bò tót đang phá hết nương ngô nhà anh rồi kìa. Thật không thể chịu nổi lũ bò này nữa rồi. Ta đã rình nhiều buổi mà chưa bắt được con nào. Anh ơi, sao anh nỡ bắn họ hàng nhà em? Thấy đàn bò ác lại nhận là bà con chú bác, nghĩa là sao? Nó phá hết ngô, lấy gì cho con ăn? Cây một gốc, nước một nguồn, có phải bà con em mới nhận chứ đâu có nhận hoàng. Anh không cho ăn thì ra đuổi đi. Đuổi được nó à? Nó thúc cho thủng ruột ra chứ. Ừ, bà con cô thì cô ra mời họ ra rẫy nhà tôi đi. Em ơi, lui lại, bò giết mất em với các con đấy. Em ơi, các con ơi. Không. Anh mồ côi Khơ Lú bỗng nhiên mất vợ, mất con. Càng ăn năn với cơn nóng giận của mình, anh khóc rống lên. Tiếng khóc u buồn của anh đến cây rừng nghe cũng rủ lá, chim chóc cũng ngừng tiếng hót. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.